Rồi, xin chào anh em ha. Bữa nay em giới thiệu cho anh em mấy cái mẫu lụp chích bên em cho anh em tham khảo nha nè. Mấy mẫu này lụp này bán cực kỳ nhiều luôn. Thì này thì em bán đi nhiều lắm nha anh em, đi mỗi ngày ha. Thì em giao hàng toàn quốc. Anh em có nhu cầu á, alo em nghe anh em, số điện thoại em để trên tiêu đề. Anh em điện số đó hoặc nhắn tin Zalo nghe nè. Thì lụp chích bên em là làm thợ làm kỹ lắm nha nè, thợ lâu năm ha. Thì anh em coi những cái mối chỉ căng cực kỳ là thẳng nha nè, thẳng lắm. Có điều cái mối chỗ này nên dây chân nha nè, đặc biệt ha. Lò xo nha nè, lò xo là bên em làm lò xo, lò xo tốt nha nè, cực kỳ tốt luôn, biết luôn nha nè. Hiểu này thì anh em có xài mẫu lục bên em thì anh em biết nha nè, đặc biệt là cự tử cực kỳ nhạy nha, cứ nhảy lắm nha nè. Rồi xo ha, rồi xo thép không gỉ nha nè, thép cực kỳ là cứng nha. Thì thép thép mua thép mắc tiền nha nè. Thì cái bàn đập đó là bị dài 50 nha nè, ngang 50 ha. Dây là dây siêu bền nha nè, dây siêu bền ha. Căng cực kỳ là thẳng cứng luôn nha nè. Làm kỹ lắm. Cày. Thì trong cái lụp anh em quan trọng nhất là cái lò xo nha nè. Cái lò xo nó mình xài một thời gian á, nếu mà lò xo tốt á thì nó sẽ mình xài thời gian nó không có bị nhão yếu. Còn nhưng mà những cái lò xo lụp chợ á thì cái lò xo nó thường là nó yếu lắm, nó yếu lắm nha nè. Thì lụp bên em thì nó cũng có hai loại, là nhưng mà có một số anh em yêu cầu á thì em sơn cái màu năng á anh em, màu năng á, như ngụy trang về cho anh em khỏi sơn. Còn một số á thì như anh em muốn để cho em quay cái inox á, về cho anh em á, anh em tự sơn luôn á nè. Thì anh em về kiểm tra, còn khi mà em sơn lên thì cái màu inox thì anh em nhìn không có rõ. Thì lụp bên em hiện tại thì bên em có hai loại nha anh em, loại 1 và loại 2 ha. Loại 1 thì nó hơi nhỏ hơn loại 2 chút xíu nha anh em. Thì loại 1 thì 50 ha, thì bằng đập nó 50, còn cái loại 2 là bằng đập nó 55. Thì loại 1 hiện tại thì em đang bán giá là 750 nha anh em, 750 ha. Loại 1 là bán cực kỳ nhiều luôn. Thì cái loại 1 này á, giá nó dòng chung đó nè, anh em mua nhiều lắm. Anh em có nhu cầu alo em ha. Lụp bên em thì khỏi phải nói ha, thợ là ta chuyên sống về người lụp, ta làm lụp bán nó giờ nghe năm mấy chục năm ha. Lụp làm chuẩn lắm, cực kỳ tốt nha nè. Thì giá 750 bao phí cho anh em ha. Thì ngoài ra thì bên em bán lụp thì kèm lá đâu luôn nha anh em có nhu cầu mua lá ngụy trang thì alo em ha. Thì bên em có bán như lá tre nè, lá tre lá bồ câu anh. Thì lá tre lá bồ câu anh này thì bó thì 35.000 nha anh em, còn giá dương sĩ hiện bó 90.000, bó 90.000 dương sĩ Nhật nha. Đây chuông nha nè, chuông thì cái 30.000. anh em nhu cầu alo em nha nè, mấy lục này bán cực kỳ là quyết luôn, làm kỹ lắm nha nè, xịn lắm nha nè, đặc biệt là lò xo ha, lò xo với the inox nha nè. Thì lúc trước thì cũng nhớ anh em quen mua á nè, người ta mua rồi người ta xài á, người ta quen người ta yêu cầu mình sơn luôn. Thì người ta có xài rồi nên người ta biết mình cái nguyên liệu mà mình làm lụp á, nên yêu cầu sơn luôn thì em sơn luôn cho anh em. Còn mà anh em mới thì em không có sơn nha nè. Vì nào thì khi anh em yêu cầu thì em mới sơn. Thì em sơn để màu năng màu ngụy trang luôn nha nè, cho cái khi mình bẫy á nó dễ, nó không có nhát, nó không có nhát nha nè. Rồi xin chào anh em ha, chúc anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Anh em có nhu cầu alo em ha. Giao hàng toàn quốc nha anh em.